hiện tại thì Thúy Ngân đang rất yêu, đang yêu và yêu rất say mê, đó chính là công việc. Và Ngân dành hết tâm trí của mình, thời gian cũng như là suy nghĩ dành cho công việc, và Ngân không mong gì hơn đó là công việc của mình đạt được thành quả. Tình yêu thì Ngân cũng có nói là Ngân không cưỡng cầu và Ngân không mong muốn những cái gì gượng ép, tại vì tâm trí Ngân cũng dành cho công việc rồi, nên có người yêu nó sẽ san sẻ cái thời gian cũng như cái tâm lý, cái cuộc sống của mình dành cho người yêu. Và Ngân chỉ mong là thời điểm hiện tại Ngân tập trung cho công việc, và Ngân nghĩ là năm sau Ngân sẽ dành tình yêu, dành cho tình yêu nhiều hơn. Thật ra là 3 năm qua, từ khi bắt đầu phim Ngàn Nước Cơ Tẻ cho đến bây giờ thì Ngân không quen ai hết, và Ngân chỉ dành thời gian của mình cho phim thôi. Vì quay phim Ngàn Nước Cơ Tẻ là từ 6 giờ sáng cho đến lúc 11, 12 giờ phim mới về, mỗi ngày cứ như thế lặp lại đều đặn. Mình không có thời gian để mà nghĩ những chuyện khác nữa. Những năm trước mà khi mà Ngân về quê ăn Tết á, thì mỗi lần mà gia đình hay họ hàng hay hỏi là khi nào mà có chồng rồi, khi nào mà dẫn người yêu về ra mắt gia đình, thì ba Ngân chỉ như là không, còn nhỏ lắm, giờ phải tập trung lo công việc đi, yêu đương cái gì, vài năm nữa hẳn chưa sao, không muộn. Nhưng mà tự nhiên năm nay về là mới vừa năm rồi thôi, thì năm nay Ngân về thì ba lại thay đổi hoàn toàn. Mình cảm thấy là ủa, là sao không hiểu luôn, là năm rồi là ba vẫn không chấp nhận chuyện con gái yêu đương. Thì năm nay khi mà gia đình hỏi, bạn bè hỏi đó, thì khi nào mà có cháu, hỏi ba Ngân đó, là khi nào có cháu thì ba trả lời là năm sau, là nghĩa là năm nay nè. Mình nghe rất là hoang mang, là ba thừa biết là con gái chưa có người yêu, làm sao mà có cháu trong năm nay được. Đó là điều Ngân hoang mang, và Ngân nghĩ là chắc là ba Ngân thấy mọi người xung quanh có con cháu rồi, đã lấy chồng lấy vợ, thì ba bắt đầu lo lắng cái tương lai của con gái. Nhưng mà ba ơi, ba yên tâm đi, con sẽ không ế đâu, ba đừng lo. Thật ra nếu mà Ngân nói là không ai theo đuổi hay là ngỏ lời với Thúy Ngân là Ngân nói xạo, mà chỉ vì Ngân nghĩ là Ngân tập trung cho công việc nhiều quá, thì khi mà mình có quen một người nào đó, mình không thể lo lắng, không thể dành thời gian nhiều, thì đó chỉ làm khổ bản thân mình cũng như làm khổ đối phương thôi. Thay vì vậy thì mình cứ lo cho công việc, mình cứ theo đuổi những đam mê của mình hết đi, rồi đến lúc nào duyên phận đến á, biết đâu Ngân không yêu nữa mà Ngân cưới luôn, năm sau mình cưới luôn, thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ cố gắng dành thời gian cho người mình yêu. Nhưng mà Ngân nghĩ chắc cũng khó, tại vì thời gian Ngân đi làm từ sáng đến tối về nhà mình đâu có gặp gỡ ai đâu. Đặc biệt là Ngân không thích những người mà nhắn tin trên Facebook nè, những cái phương tiện truyền thông á, nhắn qua nhắn lại để cưới cẩm. Ngân không thích như thế, Ngân chỉ thích những mối quan hệ thật và thực tế, đó là ở bên ngoài thôi, mình phải gặp gỡ, mình trò chuyện. Ngân rất thích một người đàn ông quảng lượng, đó là rộng rãi, không có hẹp hòi trong cái chuyện tình cảm cũng như là trong chuyện cá nhân. Ngân rất thích những người phóng khoáng như ba mình và đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ, không ghen tuông, không chiều chuộng mình thái quá, nhưng mà cũng biết cách làm cho bạn gái mình vui. Trường hợp Ngân hả? Ngân nghĩ là nếu mình đẹp mà có một người nào đó phù hợp với mình, thương yêu, lo lắng, chăm sóc mình mà mình cũng có tình cảm, thì tại sao mình không quen? Nó không quan trọng là đại gia hay không đại gia, quan trọng là cảm xúc người đó có đem đến cho mình được hay không. Sắp tới thì Ngân cũng có tham gia phim. Hiện tại thì Ngân đang tham gia Sức Cơm Em Chưa Muốn Lấy Chồng, và sắp tới cũng phát sóng. Những cái điều đặc biệt thì và ý nghĩa Ngân nghĩ là mình phải để phía sau đi, Ngân sẽ đem đến bất ngờ cho khán giả. Và hy vọng rằng với vai trò nào đi chăng nữa thì Thúy Ngân cũng được mọi người yêu thương và đón nhận.